Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ lại review một chiếc tai nghe Moza Truewireless AT5. Đây là một trong những mẫu tai nghe mà mình đánh giá là nó có một cái thiết kế rất là đẹp mắt nha. Ở phía ngoài hộp thì nhà sản xuất đã demo cho các bạn một số tính năng, ví dụ như là có thể đàm thoại này, rồi điều khiển bằng cách là thao tác trên tai nghe này, và đặc biệt là nó sẽ có cái tính năng là kháng nước ở chuẩn IPX4, tức là bạn có thể sử dụng vào dưới trời mưa nhỏ hoặc là khi mà mình đeo một tập luyện thể thao nó bị ướt do mồ hôi. Thì cái thiết kế của nó sẽ là dạng trục đứng như vậy, và chúng ta sẽ có một số cái thông số ở đây, ví dụ như là thời lượng pin của tai nghe này, thời lượng pin của hộp sạc này, và cái hộp sạc này sẽ sạc được cho tai nghe khoảng 6 đến 7 lần nha. Và mỗi khi sạc đầy thì tai nghe sẽ nghe được khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng. Cái này cũng là tùy vào âm lượng mà các bạn sử dụng thôi. Trong hộp máy thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, có dây sạc này, có một cặp tiếp size lớn và một cái hộp sạc ở đây. Hộp sạc có 5 châm nha, rất là thích, như kiểu tự sướng anh em ạ, cực kỳ thích luôn. Và đây thì chúng ta sẽ có một cặp tai nghe Truewireless màu đen ở đây. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó nói rất là chi tiết về cách mà mình sử dụng tai nghe để kết nối này, reset kết nối này, hay là khắc phục các cái sự cố các bạn nên đọc trước khi sử dụng nha. Đây là một cái hộp sạc bằng nhựa ABS màu đen, là có một cái móc ở đây thì các bạn có thể treo vào móc đeo chìa khóa hoặc là kiếm một cái gì đó để móc vào cặp quần hay là ba lô nha. Đó. Thì cái cổng sạc micro USB của nó thì sẽ nằm ở trên đỉnh, ở gần cái khúc có móc này, và chúng ta sẽ có một cái đèn nhỏ ở bên cạnh để báo hiệu khi mà cái hộp sạc này nó sạc pin cho tai nghe, và nó khá là nhỏ gọn, chỉ bằng khoảng hai ngón tay thôi. Còn đây là hai cái tai nghe của chúng ta. Chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá là nó cũng trung bình, không có quá sắc sảo, không có bằng con DS635WB mà mình từng review cách đây vài ngày. Tuy nhiên thì cái mức độ hoàn thiện của nó thì cũng khá là tốt. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có là chữ L và chữ R để mà thông báo là tai nghe bên trái hoặc là tai nghe bên phải nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ thử bỏ hai cái tai nghe này vào trong hộp sạc. Mình sẽ phải bóc cái miếng băng keo ở đây ra. Rồi, các bạn nhớ đặt đúng chiều nha. Chữ L là bên trái và chữ R là bên phải. Khi đặt xuống thì nó sẽ hít xuống như vậy và đèn nó sẽ phát sáng lên. Đó. Và cái hộp sạc này có 5 châm luôn này. Đó. Hít cũng khá là chặt nha. Đây, đây là đèn báo hiệu khi mà hai tai nghe đang được sạc ở trong hộp. Cũng tương tự như những dòng Truewireless mà mình từng review trước đây, thì các bạn chỉ việc lấy hai tai nghe ra khỏi hộp sạc là hai tai nghe sẽ tự kết nối lại với nhau nha. Nó sẽ tự kết nối lại với nhau. Trường hợp mà các bạn không thể tự kết nối được hai tai nghe lại với nhau thì mình sẽ tiến hành là đặt một hộp sạc, sau đó lại nhấc cả hai cái ra. Bây giờ thì mình sẽ kết nối thử cặp tai nghe này với cái điện thoại với Smart Leaf mình đang sử dụng để xem là âm thanh nó có tốt hay không nha. Rồi, bây giờ thì cặp tai nghe đã được kết nối với con ve Smart Leaf của mình rồi, nó báo còn 70% pin. Bây giờ thì mình sẽ thử nghe một đoạn nhạc EDM xem như thế nào. Thì các bạn sẽ giúp mình là đặt cái chiều nút tai nghe ở phía dưới nha. Đây, đặt như vậy nha. Tai nghe thì mình cảm giác đeo nó cũng khá là thoải mái, tuy nhiên là mình không có phù hợp lắm khi mà đeo những tai nghe ở dạng nút tai như vậy, tại vì là nó rất là dễ bị tuột ra. Giờ thì mình sẽ nghe thử một đoạn nhạc EDM để xem sao nha. Về chất lượng âm thanh của con này thì mình đánh giá nó khá là ổn, tuy nhiên là cái âm thanh nó sẽ trung tính hơn là con DS635WB mà mình từng review với đây vài ngày. Con 635 thì nó sẽ có âm bass khá là mạnh, còn con này thì có cả ba giải âm thì nó cũng đều như nhau, nó không có cái nào trội hơn cái nào, âm trung, âm cao hay là âm trầm nó cũng tựa như nhau thôi nha. Đó, và các bạn có thể thao tác bằng cách bấm vào đây này. Đây là nút cứng nha, tai nghe thì nó giá rẻ mà nó sẽ không có cảm ứng đâu. Như mình nói lúc nãy thì cái cách thao tác các bạn nên đọc sách hướng dẫn sử dụng nha. Và bây giờ thì mình sẽ để thử lại vào hộp sạc. Cái tai nghe này thì nó sẽ luôn ở chế độ standby, tức là luôn hoạt động nha, mình sẽ không thể tắt được.
Khi các bạn cho vào hộp sạc thì nó sẽ tự động ngắt kết nối với điện thoại. Tuy nhiên khi mà các bạn lấy ra khỏi hộp sạc thì khoảng 2 đến 3 giây sau là nó sẽ lại kết nối lại với điện thoại nha. Và với mức giá là 665.000 thì con Moza AT5 này thì cũng đáp ứng được đủ cho mình những cái nhu cầu về giải trí, ví dụ như là lướt web này, xem phim này, hoặc là mình chơi game cũng khá là ổn trong cái tầm giá này. Và đặc biệt là nó sẽ có tính năng là các bạn có thể nghe từng tai nghe riêng lẻ. Đơn giản các bạn chỉ việc lấy một cái ra khỏi hộp sạc, sau đó thì mình giữ chặt cái phím, một phím duy nhất thôi nha, để cho nó hiện đèn đỏ xanh liên tục như vậy. Sau đó thì mình chỉ việc lấy điện thoại ra và kết nối. Lúc này thì cái tai nghe này nó sẽ trở thành một tai nghe một bên và độc lập. Các bạn vẫn có thể sử dụng được để nghe nhạc rồi đàm thoại. Nó rất là ok dành cho những ai mà lười đeo hai tai, hoặc những ai mà họ muốn để một tai còn lại để nghe thứ gì đó. Vậy thì các bạn cảm thấy sao về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo review các sản phẩm khác nữa.